từ trên kênh HTV9. Các bạn thân mến, cà phê là một loại hạt vô cùng kỳ diệu, là hương vị không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, và từ đó cà phê cũng có nhiều cách pha khác nhau. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với một khách mời, anh ấy là người rất yêu, rất sành và rất am hiểu về cà phê. Hãy cùng kết nối với anh Nguyễn Thành Quang Huy. Quang Huy xin gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình Son Môi Đỏ và chào MC Thanh Huyền. Thanh Huyền đoán chắc chắn anh Huy là một người sống không thể thiếu cà phê, có đúng không ạ? Đúng rồi Huyền ơi, mỗi buổi sáng Huy đều chọn cho mình một ly cà phê đen đá không đường để cho ngày mới thêm năng động và thêm tích cực. Huyền là người rất là thích ngửi mùi của cà phê và cũng thích uống, nhưng mỗi lần uống thì mình uống rất là rón rén, để mình uống cà phê vô thì nhịp tim đập hơi nhanh và thấy hơi mệt, nhưng mà rất là thích và muốn được học và am hiểu hơn về cà phê. Thì hiện nay trên thị trường chúng ta có những cái cách pha nào là phổ biến hả anh? Mình sẽ có hai cách pha cà phê cơ bản, đó là cách pha thủ công và cách pha máy. Trong cách pha cà phê thủ công, mình sẽ có là cà phê phin, đó là cà phê truyền thống của Việt Nam. Ngoài ra mình sẽ có một số loại như là cà phê phiểu lọc, đó là V60 nè, French Fresh hay là Cold Brew. Còn lại chính là cà phê máy. Dạ, và trong số những cách pha này thì cách pha nào là được yêu mến nhất ạ? Theo Huy á, cách pha mà mọi người vẫn được ưa chuộng đó chính là cách pha phin truyền thống của Việt Nam. Vì cái phin của Việt Nam á là đã được đưa ra ngoài thế giới và nổi bật nhất chính là món cà phê sữa. Đối với cách pha phin chúng ta có một cái chuẩn nào được quy định ở đây không anh? Pha phin á, mình sẽ có một cái chuẩn nhất định, đó là lượng cà phê vừa đủ nè, lượng nước sôi vừa đủ, với lại là cái lúc mà mình nén cái cà phê á, mình phải nén vừa tay, không được nén chặt quá, cũng không được nén lỏng quá. Nếu như nén chặt quá thì cái nước nó sẽ không có chảy xuống được, làm cho cà phê bị khét lâu hơn. Còn nếu mà mình nén không chặt á thì tim phin á nó sẽ bị lộn ngược lại và cái cà phê nó sẽ bị trồi lên trên lại, làm giảm cái độ ngon của cà phê đi. Thay vì thấy hiện nay trên thị trường phin cũng được tạo nên từ những chất liệu khác nhau, có thể là bằng nhôm nè, bằng gỗ bằng sứ, vậy thì cái loại chất liệu nào sẽ tạo nên một cái hương vị thơm ngon nhất cho cà phê ạ? Việc mà chọn cái loại vật liệu cho phin á thì cũng phụ thuộc vào người chơi hoặc là cái thợ cà phê. Chúng ta không thể so sánh được là người chơi với lại thợ cà phê được, vì mỗi một người sẽ có một sở thích khác nhau. Nhưng mà người thợ cà phê á, họ sẽ am hiểu nhiều hơn, họ sẽ chọn được vật liệu phù hợp cho họ hơn đối với lại môi trường làm việc của họ. Còn đối với lại người chơi cà phê á thì họ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là giá thành nè, rồi chất lượng nè, rồi sức khỏe nè. Huy có một cái so sánh nhỏ nhỏ như sau ha. Ví dụ như đối với cà phê phin nhôm á thì hấp dẫn nhiệt tốt, nhưng mà để về lâu về dài á thì cái nhôm sẽ bị oxy hóa và làm có ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn ngược lại là inox với lại sứ á thì là gì, giá thành nó mắc này, nhưng mà để về lâu về dài về độ bền á thì nó sẽ không bị mất méo, khó mà bị mài mòn ở thời gian, nên đâm ra là cái bộ sáng bóng cũng như là độ đẹp của cái phim inox và phim sứ luôn đạt hiệu quả tốt hơn. Hồi nãy Thanh Huyền có thấy anh nói về một cách pha gọi là V60, thì đây là một cụm từ rất mới ạ. Anh Huyền có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách pha V60 được không ạ? V60 á, nó sẽ là khác với lại cách pha phim truyền thống của Việt Nam mình. Thì cái V60 á, là mình sẽ pha trong một cái giấy lọc, được đặt trong một cái phễu, có thể là bằng kim loại, bằng sứ hoặc là bằng thủy tinh. Chúng ta chỉ cần là cho cà phê vào, sau đó là dùng một miếng gỗ nhỏ để chúng ta stir nhẹ, sau đó cho nước vào, thì cái hương vị của cà phê V60 nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có một lần Thanh Huyền đi nước ngoài thì thấy người ta pha cà phê bằng một cái bình và có cán dài, thì không biết là anh Thanh Huyền có từng xem qua những cái hình ảnh đó chưa, và có biết về cái cách pha này không ạ? Đây là cách pha cà phê Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái cách pha này á, là cái cà phê luôn được giữ trên một cái chảo nóng. Ở phía trên chảo đó mình sẽ có một ít cát để làm cho cà phê luôn luôn nóng và luôn luôn sôi, để giữ được cà phê luôn ngon. Thì sau khi nấu từ 5 đến 7 phút á, thì mình sẽ đổ ra một cái ly nhỏ, và sau 1-2 phút để cà phê ở trong nó lắng xuống, thì bắt đầu mình sẽ thưởng thức cà phê đó. Và với cách pha này thì hương vị của nó sẽ như thế nào hả anh? Đối với cách pha này á, thì hương vị nó sẽ là rất là đậm đà, vì thực chất là mình sẽ bỏ trực tiếp cà phê vào trong nước sôi luôn. Và mình hầu như mình sẽ không có rây và dịch lọc, mình sẽ uống trực tiếp cái cà phê đó để uống được cái vị béo và vị bùi của cà phê luôn. Ngoài ra thì cái cách pha Thổ Nhĩ Kỳ này á, nó cũng có liên quan tới văn hóa truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ nữa Huyền ơi. Đối với những người mà con gái á, muốn lấy chồng á, thì họ sẽ để cái chai thủy tinh lên trên cái nóc nhà. Cái nhà nào mà có một cái chai thủy tinh rỗng như vậy để trên nóc nhà á, thì người con trai á, sẽ đến cái nhà đó và pha cà phê. Mà có một cái đặc biệt như sau nè, nếu như người con gái đó họ đồng ý chịu lấy người con trai này, họ sẽ bỏ một chút đường vào trong bình cà phê đó, còn ngược lại thì họ sẽ không bỏ. Và ngược lại đối với nhà gái á, mà thích cái chàng trai đó, mà ưng chàng trai đó, thì lúc mà đi qua bên nhà trai á, nếu như gia đình nhà trai mà ưng người con gái đó thì người ta sẽ bỏ đường vào, còn người ta không ưng người con gái đó, người ta sẽ bỏ muối vào trong cà phê đó.
Đó là một cái chia sẻ mà hiện tại tới bây giờ người Thổ Nhĩ Kỳ người ta vẫn còn giữ. Wow, thế mình thấy đây là một cái cách thể hiện tình cảm và cũng là một cái cách để mà nói lời từ chối rất là ý nhị và tinh tế. Ngoài những cách pha mà anh Huy đã kể thì Thanh Huyền còn được nghe tới một cái cách pha có tên gọi là Mocapot. Thì anh Huy có tìm hiểu về cách pha này chưa ạ? Hiện tại là Huy cũng đang sử dụng cái Mocapot tại nhà. Thì ở đây Huy đang có một cái bình Mocapot mẫu ha. Thì chúng ta sẽ có là 3 phần. Thì Huy sẽ làm cho mọi người cùng coi ha. Thì mình sẽ có một cái đế như vậy, một cái phễu đựng cà phê và cũng như là một cái ấm để cho cà phê nó thẩm thấu ngược lên trên. Thì mình sẽ cho nước lọc vào đây nè. Sau đó mình sẽ cho luôn cà phê ở trong một cái phễu như vậy. Tiếp theo đó là mình sẽ để lên bếp đun sôi từ 2 đến 5 phút. Thì nước đó sẽ bắt đầu là nó sẽ được nung nóng lên. Thì nó sẽ đẩy hơi nước đó lên đó và thẩm thấu ngược vào cà phê và đẩy lên phía trên một cái bình như vậy. Thì lúc đó là mình sẽ có thể sử dụng được rồi. Thanh Huyền thấy hiện nay cold brew cũng là một cách pha mà được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ, gọi là cà phê ủ lạnh. Và Huyền cũng có thấy trên thị trường có một cái loại cà phê gọi là cà phê ủ lạnh hương trái cây. Thì không biết là anh Huy có thể giải thích rõ hơn cho Thanh Huyền về cái sự đối lập. Nghe thì có vẻ nó không liên quan, nhưng Thanh Huyền đã được thử và thấy nó khá là thú vị. Cà phê cold brew vừa du nhập về Việt Nam mình trong một vài năm nay thôi. Thì cái cách pha nó cũng không quá khó. Các bạn có thể tự làm ở nhà hoặc là Huyền có thể làm ở nhà trong cái mùa dịch giãn cách này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một ít bột cà phê nè. Sau đó chúng ta sẽ có hai cách pha cold brew. Đó là một là hòa trực tiếp với nước lọc. Hai là mình sẽ bỏ một cái ống lọc và bỏ vào trong nước. Tất cả đều phải ủ từ 12 đến 18 tiếng trong tủ lạnh. Sau 12 đến 18 tiếng đó, bột đó nếu như là mình hòa trực tiếp với lại nước thì mình phải lọc ra bằng một cái vật lọc hoặc là một cái túi lọc. Còn nếu như mình đã bỏ vào trong lõi lọc rồi thì mình chỉ cần rút cái lõi lọc đó ra và mình tiếp tục bỏ cà phê vào ngăn mát và mình có thể giữ được từ 1 tuần cho tới 10 ngày. Cái loại cà phê ủ lạnh hơn trái cây á thì trong lúc mình ủ á mình có thể bỏ thêm một vài cái loại trái cây sấy khô, ví dụ như cam sấy khô nè, thanh long sấy khô nè, hay là chanh sấy khô, mình có thể bể vào để cho thêm hương. Ngoài ra hoặc là mình có thể dùng một cách như là sau là mình sẽ lấy cái cốt cà phê đó mình hòa chung với lại nước trái cây được ép ra. Ví dụ như 100ml nước trái cây đi thì mình có thể cho vào khoảng 50ml cà phê cold brew thôi. Thì mình sẽ có được một cái ly cold brew có hương trái cây mà mình mong muốn, ví dụ như thơm, táo, dưa hấu. Nãy giờ anh Công Huy đã đi qua những cái cách pha thủ công rồi và Thanh Huyền cũng rất là tò mò về cái cách pha máy. Pha máy thì sẽ có cái điểm gì là khác biệt nhất so với lại là pha thủ công hả anh? Pha máy thì chắc là mình sẽ dùng áp suất của máy để đẩy hết toàn bộ tinh chất của cà phê ra. Thì đó mình hiểu nôm na là như vậy cho nó đơn giản. Tại do là để đi vào một cái chuyên sâu hơn về máy thì mình cần phải được đào tạo chuyên sâu về máy nè. Mình phải học được cái loại hạt cà phê nào khi mà mình sử dụng máy. Và đặc biệt là cà phê khi sử dụng máy là phải dùng cà phê hạt. Sau đó mình phải xay ra, rồi đầu mình mới bỏ vào trong máy để mình có thể sử dụng được. Thanh Huyền cũng đã từng mua một chiếc máy pha cà phê mini gia đình và mình thử pha ở nhà thì Thanh Huyền thấy là cũng cái loại hạt đó, cũng loại cà phê đó thì mà hương vị lại khác với cái quán mà Thanh Huyền từng thử. Thì tại sao lại có cái sự khác biệt lớn này như vậy? Máy mini á thì cái công suất của nó không có được như là cái máy ở ngoài quán cà phê. Thứ nhất là cùng một lượng cà phê nè, cùng một lực nén hoặc là cùng một độ xay, nhưng mà công suất của cái máy cà phê mini gia đình đó nó không đủ để nó nén hết toàn bộ tinh chất của cà phê ra ngoài. Còn đối với lại máy công nghiệp á thì nó cái áp suất nó lớn mà sẽ đẩy hết được toàn bộ tinh chất của cà phê ra ngoài á. Ngoài ra là còn phụ thuộc vào cái người pha như thế nào nữa. Mình là người chơi cà phê thôi chứ mình không phải là một barista chuyên nghiệp thì đương nhiên là mình sẽ cũng không có nắm được hết toàn bộ cái quy trình, các bước như thế nào là thực hiện đúng. Còn nếu như Huyền muốn được uống một ly cà phê gần như là ngon như ở quán thì mình có thể hỏi chủ quán cái loại cà phê đó có phù hợp với lại cái máy của mình hay không, hay là mình nên chọn một cái loại nào có thể phù hợp được với cái loại máy mà mình đã mua và đang sử dụng ở nhà. Rất là cảm ơn anh Huy về buổi trò chuyện ngày hôm nay đã mở ra cho Thanh Huyền thêm thật là nhiều những kiến thức hiểu biết về cách pha cà phê từ khắp nơi trên thế giới. Và rõ ràng là đối với những người yêu cà phê, họ đã biến cái niềm đam mê, cái tình yêu đến với hương vị này thành một cái nghệ thuật thưởng thức cà phê, một thú chơi cà phê rất là độc đáo. Cảm ơn MC Thanh Huyền cũng như là xin gửi lời chúc đến quý khán giả đã theo dõi chương trình Soi Ngoài Đỏ. Thì luôn chúc Thanh Huyền và quý khán giả luôn có nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Huy và Thanh Huyền xin hẹn gặp lại các bạn khán giả trong chương trình lần sau được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ 2 đến trưa thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.